Anh em ơi, chào anh em nhá. Gần đây thì qua các nhà nhập khẩu tư nhân thì anh chàng cơ bắp khổng lồ Navigator của gia đình Lincoln đã được đưa về Việt Nam và phải nói là quá đẹp, đi kèm rất nhiều công nghệ thì miên man luôn. Dựa vào hơi sự thành công của đàn anh Navigator thì tráng sĩ Navigator đã được ra đời nhằm đối đầu trực tiếp với Audi Q7 hay Volvo XC90. Là một tráng sĩ sinh sau đẻ muộn lại còn được dựa hơi ông anh nữa thì không biết có những cái bí ẩn nổi bật gì ở cái mẫu xe này nhỉ? Ngay bây giờ thì mời anh em cùng Auto Daily đi tìm hiểu. Theo như ông giám đốc phụ trách thiết kế của Lincoln cho biết thì đội ngũ thiết kế đã lấy cảm hứng từ lịch sử của ngành hàng không để đặt bút vẽ lên tráng sĩ này. Nghe thì cũng có vẻ ghê gớm đấy. Thì không biết thì với cái cảm hứng của ngành hàng không thì được đưa lên ô tô thì có những cái gì hay ho anh em? Xét về tổng thể thiết kế ngoại thất thì phải nói là cứ dùng cái từ đẹp cái đã. Trông thì rất là vâm. Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha lớn còn trang bị công nghệ LED là điều đương nhiên rồi. Nhìn kỹ thì 4 beam LED được thiết kế dạng bóng cầu thủy tinh khá là lấp lánh và hấp dẫn. Chính giữa là lưới tản nhiệt lớn kèm các chi tiết bóng sáng toàn được mạ chrome thôi. Logo của Lincoln thì ở chính giữa và kèm với cả cái hệ thống camera phía trước nằm trong hệ thống camera 360 độ xung quanh xe. Và không hiểu sao chứ cứ sang cái phần thân của những cái thanh niên đến từ Mỹ thì chúng ta thấy ngay được cái sự cơ bắp và to dài hầm hố. Nhưng mà ở trên cái mẫu Lincoln Navigator này thì được thiết kế cái phần thân xe khá là mượt mà. Điểm nhấn thì vẫn là cái bộ la răng 21 inch đa chấu dạng cánh quạt. Và riêng cái bộ la răng này mà anh em mình đem ra để chạy cát thì nó chém cát nhìn bao phê luôn. Mời anh em tiến tiếp ra cái phần đuôi. Do nhìn đàn anh quá đẹp và cũng quá là quen ở Việt Nam rồi nên là cái ông em này thì có cái phần đuôi hơi bình thường và cũng được trang bị những cái trang bị rất là cơ bản thôi, như là đá để mở cốp này hay là camera lùi kèm với cả cái cặp ống xả kép hai bên. Với cái tráng sĩ này ấy, thì nhìn bên ngoài cơ bắp là vậy thôi, nhưng mà vào cái khoang nội thất ấy, thì lại lịch lãm và có cái gì đó bóng bẩy anh em ạ. Bảng táp lô thì được thiết kế tối giản với hai cái chất liệu được bọc là chất liệu da tối màu và những cái điểm xuyết là những cái đường ốp kim loại vân ánh. Chính giữa là màn hình trung tâm giải trí cỡ lớn với cái viền chrome sáng nhưng mà nhìn thì đấy hơi thô. Nhưng mà khi nhìn xa cái màn hình ở đằng sau vô lăng ấy thì mới thấy được độ nghệ của cái khoang nội thất của chiếc xe này. Trông như là đồng hồ của cái tàu vũ trụ ấy. Các cái icon được thiết kế rất là tinh tế, được lấy cảm hứng chuẩn chất không gian ngoài trái đất luôn. Riêng cái chỗ người lái này thì đã có kha khá nhiều cái điểm đặc biệt có thể kể ra, như là cần số ấy thì được chuyển thành dạng nút bấm ở ngay phía dưới cửa gió điều hòa trung tâm. Ghế lái thì được điều chỉnh điện đến 30 hướng kèm massage. Này không biết đi massage có sướng hơn không nhưng mà nghe cũng ghê gớm này. Ở trên cái kính lái thì là được tích hợp cái màn hình head-up display dạng 3D với hàng loạt các công nghệ hỗ trợ để chúng ta quan sát và nhìn vào ban đêm. Có cái điểm này thì phải giới thiệu ngay với anh em này, là cái phần ghế trước ấy thì được thiết kế khá là thể thao và đẹp, nhìn như là ghế của phi hành gia ấy. Nhưng mà hai cái hàng ghế phía sau ấy thì lại được thiết kế nhỏ, trông nó hơi không liên quan một chút. Bù lại thì cái hàng ghế thứ hai lại có một cái bệ tì tay được làm riêng biệt ở giữa hai ghế, nhìn khá là tinh tế. Về cái hệ thống truyền động thì nhiều khả năng xe sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp kép V6 3.0 lít kết nối với hộp số tự động 10 cấp, sản sinh công suất là 400 mã lực và mô men xoắn là 542 Nm, đi kèm với cái tùy chọn hệ thống tất cả các bánh lái, tức là cái hệ thống chuyển động 4 bánh toàn thời gian đây anh em. Trong khi đó thì hệ dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn rồi. Để đạt được hiệu suất cao hơn thì Navigator còn được trang bị thêm hệ thống dẫn động plug-in hybrid đi kèm với một cái động cơ tăng áp kép cho phiên bản Grand Touring, sản sinh công suất là 450 mã lực và mô men xoắn là 813 Nm. Với những cái trang bị công nghệ hiện đại thì Navigator dự sẽ là một cái cỗ máy mang lại cảm giác thoải mái cả về thể chất và tinh thần cho những người sở hữu. Sau đây thì mời anh em cùng xem một loạt các video 3D mô phỏng về công nghệ của tráng sĩ cơ bắp này. Mời anh em. At Lincoln, our definition of performance is smooth, quiet, exhilarating acceleration that transforms your daily journeys.
And a resounding example of this is the effortless performance delivered by the all-new Lincoln Aviator Grand Touring. For the first time, Lincoln has combined the power of a twin turbocharged gas engine with an electric motor that contributes nearly instantaneous torque. With the addition of its electric motor, Aviator Grand Touring is projected to deliver more than 450 horsepower and 600 pound-feet of torque. Plus, there are two EV-specific drive modes, letting you decide when to use the vehicle's electricity. The Aviator Grand Touring's electric motor operates quietly, so inside the cabin, the driver and passengers enjoy acceleration on demand while riding in comfort. The Lincoln Aviator was designed with electrification in mind from the start. The battery for the electric powertrain is packaged under the floor so owners can enjoy the benefits of effortless performance without sacrificing third-row spaciousness, cargo room, or fuel tank capacity. The Lincoln Aviator Grand Touring. Exhilarating luxury performance without compromise. Lincoln is always looking for new ways to make drivers feel more confident during their daily journeys. That's why the Lincoln Aviator adds several all-new features to its complete package of driver assist technologies. As part of Lincoln's Co-Pilot 360 Plus package, Traffic Jam Assist now includes a new traffic sign recognition feature, which integrates with adaptive cruise control. Lincoln Aviator's front camera recognizes speed limit signs and, if in intelligent mode, adaptive cruise control adjusts the speed of the vehicle based on the posted limit. When the camera detects a change in the speed limit, Aviator automatically adjusts to the new speed, making cruise control more effortless than ever before. Active Park Assist Plus builds on Lincoln's proven parking technology to help make any parking situation truly stress-free. Drivers no longer need to steer, shift, brake, or operate the gas pedal. The system does it all for you when the Park Assist button is pressed and held. With Reverse Brake Assist, drivers can also feel more confident while backing up. If the driver doesn't notice an obstacle in Aviator's backup camera view, Reverse Brake Assist will automatically apply the brakes to prevent a collision. These are just a few of the driver assist technologies available to create an all-new experience for Aviator owners. Và vừa rồi thì anh em cũng đã xem một loạt các cái video 3D mô phỏng về công nghệ của tráng sĩ này, và anh em mình thì cũng đã cùng nhau đi nhìn ngắm nhanh, sờ mó nhanh chiếc xe này rồi. Thì nếu mà video thấy hay thì anh em nhớ like và share. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.